quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, hồi sáng Minh Châu mới đi chợ đó, thấy ở ngoài chợ bán rất là nhiều bồ câu ra ràng. Minh Châu nhớ là hồi đó chương trình của mình có hướng dẫn món bồ câu quay nước dừa. Em muốn hỏi cô là ngoài cái món đó ra thì mình còn có thể làm được món gì từ thịt bồ câu non không cô? Vậy hả? Bồ câu non là nguyên liệu để mà làm rất là nhiều món ngon á. Ngoài cái món mà bồ câu quay nước dừa như là Minh Châu giới thiệu thì quý vị khán giả cần biết là chúng ta còn có thể làm món bồ câu roti nè, và đặc biệt là có một món đó là món cháo bồ câu nấu với đậu xanh á. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món đó. Để thực hiện món cháo bồ câu thì chúng ta cần chuẩn bị 2 con bồ câu ra ràng, 1 miếng xương gà. Ngoài ra chúng ta cần chuẩn bị 4 miếng gừng, vài nhánh hành lá, củ hành tím nướng, ngò rí, nấm hương, rau răm. Và các bạn cũng cần chuẩn bị thêm 100g gạo tẻ, 50g đậu xanh đã ngâm nở, hành lá băm, gừng băm, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Ajinomoto. Bây giờ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào giai đoạn nấu. Đầu tiên là Minh Châu biết mình sẽ nấu gì không? Chắc là phải nấu nước dùng trước thôi cô. Đúng rồi, mình sẽ nấu nước hầm xương, cho xương gà vào. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cho 4 miếng gừng. Dạ, 4 miếng gừng. Vài nhánh hành lá vào. Dạ. Và nấm hương. Bây giờ cô sẽ chuẩn bị sang đến nguyên liệu chính của món ăn, đó là chúng ta sẽ chuẩn bị ướp phần bồ câu. Dạ. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tô nha. Rồi Minh Châu sẽ dùng những cái gia vị gồm có là gừng băm nhuyễn nè, hành lá băm nhuyễn. Hai phần này là cô đã băm sẵn rồi. Cô ơi, mình chọn thịt bồ câu ra ràng như thế nào thì ngon hả cô? Minh Châu phải biết là chim bồ câu ra ràng là loại chim non, thịt rất là mềm. Khi chọn á, thì chúng ta dở phần cánh lên xem cái phần thịt lường này nè, thịt dày và chắc béo như thế này là ngon. Và phần ức thì phải thật là đầy. Sau khi chúng ta cắt phần đầu bồ câu bỏ vô với nước hầm xương để nấu có nước ngọt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ướp bồ câu nha. Minh Châu nhắc lại thử coi ướp với cái gì nè. Gừng băm nhuyễn nè. Đúng rồi. Hành băm nhuyễn nè. Đúng luôn. Còn gia vị thì em chưa biết. Gia vị chúng ta sẽ thêm khoảng nửa muỗng cà phê tiêu nè nha. Với lại nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto. Dạ. Chúng ta sẽ sát đều những cái gia vị này xung quanh cái thân của chim bồ câu. Rồi mình có phải để một thời gian không cô? Chúng ta sẽ để khoảng chừng 15-20 phút là thấm rồi. Dạ. Chúng ta sẽ lấy hết phần gừng băm và hành lá băm này. Dạ. Chúng ta cho vào phần bụng của chim bồ câu. Xoa cho thật đều, như vậy thì thịt chim bồ câu sẽ rất là thơm và ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ chim bồ câu đã ướp xong rồi, nồi nước hầm xương chúng ta cũng đã chuẩn bị. Chúng ta sẽ chuẩn bị sang đến nguyên liệu kế là chúng ta sử dụng gạo tẻ để mà nấu món cháo bồ câu này. Ủa cô, gạo tẻ có khác gì gạo thường mình ăn không cô? Gạo tẻ chính là loại gạo mà chúng ta thường hay nấu cơm. Chỉ khác một điều là khi chúng ta chọn loại gạo này để nấu cháo bồ câu á, thì là cần phải chọn loại gạo mềm cơm và xốp thì nấu cháo sẽ ngon hơn. Và bây giờ cô đã chuẩn bị 100g gạo tẻ này. Dạ. Và đã vo sạch để ráo. Chúng ta chuẩn bị rang vàng trước khi nấu. Và Minh Châu cũng nhớ là chúng ta chỉ sử dụng 100g gạo thôi để món cháo không quá đặc, vì đặc quá cũng không ngon. Dạ, nhưng mà cô em thắc mắc tại sao mình không nấu luôn mà mình phải rang lên hả cô? Đó cũng là bí quyết. À, Minh Châu biết không, các loại cháo á, thì là có thể có những loại cháo mà người ta nấu cần độ sánh và đặc. Dạ. Nhưng mà đối với cháo bồ câu này thì cần phải không cần độ sệt. Dạ. Là chúng ta rang gạo để hạn chế cái độ sệt. Và ngoài ra hạt gạo khi mà nấu xong sẽ nở bung ra như bông hoa, rất là đẹp. Đó, như vậy chúng ta sẽ rang gạo bắt đầu vàng rồi, Minh Châu thấy không? Dạ thấy. Chúng ta sẽ cho luôn vào trong nồi nước hầm xương này. Dạ. Nấu tiếp nha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp tục đến phần thịt chim bồ câu. Chúng ta sẽ không cho trực tiếp phần thịt chim bồ câu này vào trong cháo mà sẽ cho vào trong một cái thố. Wow. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục múc cháo này ra, mà Minh Châu nhớ lưu ý đây là phần cháo mà chúng ta đã vớt bỏ cái phần xương gà, hành lá và gừng. Vì hành lá và gừng lại có tác dụng làm cho nước dùng thơm, nước hầm xương thơm, còn xương gà là để chúng ta nấu nước hầm xương ngọt thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ múc cháo nè, nấm hương chúng ta cho vào trong phần bồ câu này. Sau đó chúng ta lại tiếp tục cho hết phần đậu xanh này vào. Đậu xanh này mình đã ngâm cho nở. Đã ngâm nở rồi, xong rồi chúng ta cho hết vào chung với lại cháo. Cuối cùng chúng ta sẽ cho thêm củ hành tím nướng vàng. Ủa, cho hành tím làm gì vậy cô? Để làm cho món ăn của chúng ta thơm và ngọt hơn đó. Dạ.
Sau đó thì Minh Châu sẽ cho nó vào trong nồi hấp và chúng ta hấp cách thủy trong khoảng thời gian 1 giờ thì bồ câu sẽ vừa chín. Trong khi chờ cho cháo bồ câu chín thì cô sẽ cắt hành ngò và rau răm. Dạ. Mà cô ơi, có phải cái này mình tìm càng lâu thì càng ngon không cô? Cũng không hẳn là như vậy đâu. Khi chúng ta nấu món cháo bồ câu mà chúng ta dùng phương pháp tìm như thế này, tốt nhất là chúng ta để lửa nhỏ đều và chúng ta giữ cái lửa như vậy đều trong suốt quá trình chúng ta tìm. Dạ. Thì như vậy thịt chim bồ câu sẽ chín mềm và ngọt mà không quá chín rục. Cháo bồ câu còn nóng hổi nha. Dạ. 1, 2, 3. Cô sẽ múc cho Minh Châu một chén cháo, trong đó nè có đậu xanh nè, có nấm hương nè, rắc một chút hành ngò, rau răm, tiêu nữa. Cô ơi, cháo rất là bùi nè, thơm mà lại ngọt nữa. Đặc biệt chim bồ câu á, thấm gia vị mà không có bị khô. Làm em ăn một cái đùi em muốn ăn hết nguyên một con luôn. Quý vị hãy thực hiện món này và chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm của mình qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto, số điện thoại 061 882 6188. Xin chào và hẹn gặp lại.